Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiền Sinh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, chú như thế nào gọi là sát na định, chú như thế nào gọi là cận định, chú như thế nào gọi là an chỉ định ạ? Theo một cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành, khi vị đấy mà thực hành một cái pháp thiền tuệ, thiền quán Vipassana, thì trong cái lúc mà vị đó đang quán các cái pháp về danh, về sắc, về các cái pháp duyên khởi, hay là về cái tính vô thường của vô ngã trên danh sắc ấy, thì lúc ấy nó là tuệ quán, nhưng mà cái tuệ ấy nó luôn luôn được nương vào định. Vậy thì lúc đấy cái định ấy thì nó không phải là cận định, mà nó không phải là an chỉ định, mà cái định ấy nó là sát na định. Vậy thì cái vị ấy có được cái ánh sáng, có được cái tâm thanh tịnh, có thể thấy ra được những cái pháp thâm sâu thù thắng ấy là nhờ cái tâm nó luôn luôn đi kèm với định, cái tuệ nó luôn luôn đi kèm với định, cái định đấy nó hỗ trợ cho cái tuệ quán, cho nên cái định ấy được gọi là sát na định. Còn cái cận hành định là khi tâm nó bắt nhiều đối tượng cùng một lúc, người thực hành thiền hơi thở cũng có cái trạng thái cận hành định, mà thực hành những cái pháp thiền chỉ thuần có cận hành định, như là các pháp thiền như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về thiền tứ đại, niệm về sự chết, niệm niết bàn, niệm thức ăn, thì có rất nhiều cái pháp môn thiền ấy, bởi vì phải bắt nhiều đối tượng cùng một lúc, mà như một người niệm ân Đức Phật, trong lúc ấy vừa tưởng nhớ đến cái danh từ, vừa tưởng nhớ đến các cái ân đức sai khác, rộng lớn khác nhau, cho nên tâm bắt nhiều đối tượng một lúc khác nhau và không thể vào được an chỉ định, không thể nhất tâm trên một đối tượng, cho nên không vào an chỉ định được, cho nên chỉ đạt được sát cận hành định mà thôi. Lại ở hai người niệm tiền tứ đại cũng vậy, vì có nhiều đối tượng là đất, là nước, là lửa, là gió, rồi là màu, là mùi, là vị, rồi rất nhiều những cái đối tượng khác nhau, cho nên là nhiều cái đặc tính của đất nước lửa gió nó khác nhau, nên là người đấy chỉ đạt được cận định mà thôi. Hoặc là một người thực hành cái pháp thiền niệm hơi thở nhưng khi chưa đạt đến an chỉ định, cái tâm nó sẽ đạt đến cái trạng thái cận hành định. Cận hành định là khi vị ấy còn những cái tâm phóng dật một chút, hoặc là còn những cái triền, hoặc là vị ấy cái tâm nó còn vọng tưởng, nó còn bắt đối tượng này, bắt đối tượng kia, hoặc là do vị đấy chưa giữ tâm đúng vị trí, hoặc là cho nên nó còn bắt nhiều đối tượng khác nhau, cho nên nó chưa vào được an chỉ định, nó chỉ vào được đến cận định, là những cái vọng tưởng, những cái phóng tâm của vị đó còn quá mạnh. Đấy là cái nguyên nhân mà nó chỉ đạt được cận định. Cận định là vì nó bắt nhiều đối tượng. Còn cái trạng thái an chỉ định là cái người đấy chỉ chú tâm trên một đối tượng, chỉ chú tâm lên một đối tượng và duy trì tâm trên một đối tượng ấy liên tục không gián đoạn, thì cái sát na định và cận định là cái tâm dục giới, nhưng cái an chỉ định nó thuộc về tâm sắc giới, nó chuyển sang một cái thể loại tâm nó khác hoàn toàn. Là lúc đấy cái tâm dục giới nó dừng lại và cái tâm sắc giới nó sinh khởi lên, và nó chỉ lấy một cái đối tượng duy nhất, nó chỉ chú trên một đối tượng duy nhất liên tục không gián đoạn trong suốt cái thời gian an trú đó, thì được gọi là an chỉ định của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền, đều là an chỉ định. An chỉ là nó liên tục tâm nó rất là an định và nó định tinh trên một cái đối tượng đó, trong suốt cái thời thiền đó, mà nó không bị bắt sang cái đối tượng khác, cho nên được gọi là an chỉ định. Thì nó tùy theo cái pháp theo thiền đó và cái mức độ mà vị đó đạt đến cái an chỉ định ấy. Do thì vị đó sẽ có ba cái mức độ như vậy. Có cái pháp thiền nó chỉ đạt đến sát na định thôi, có những cái pháp thiền nó chỉ đạt đến cận định thôi, có những cái pháp thiền thì sẽ vượt qua được cận định và đạt được an chỉ định. Còn tùy theo cái pháp thiền mà mình đang thực hành mà đạt được những cái mức định khác nhau như vậy. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Thiền Sinh ạ. Dạ, con thưa sư, như thế nào là minh, là đi đến minh, như thế nào là vô minh, là đi trong vô minh ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Mình đi đến mình là một cái người từ trí tuệ đi từ ánh sáng đi đến ánh sáng, còn một cái người từ bóng tối đi đến bóng tối, thì đó được gọi là từ
vô minh đi đến vô minh. Một cái người mà khi mà một mình là một cái người có trí tuệ, và mình luôn luôn lại tiến hóa tiến bộ, và tiếp tục nỗ lực phát triển làm cho cái trí tuệ càng ngày càng lớn lên nữa. Như là một cái người sinh ra đã có được cái tam nhân rồi, là một cái người đã có trí tuệ rồi, người đấy lại học pháp và thực hành pháp và đi đến cái sự giải thoát giác ngộ cái giáo pháp ấy, thì đấy được gọi là từ minh mà đi đến minh, tức là từ một cái người có trí và cứ tiếp tục phát triển cái trí tuệ ấy lên. Còn một cái có những cái người ngu mà lại không có phát triển trí tuệ mà lại vẫn cứ làm những cái việc bất thiện. Đó là ví dụ như có những người sinh ra ở trong cái gia đình nó tà kiến, tiếp thu những cái tà kiến ấy, sống với những cái tà kiến ấy, với những cái tà đạo ấy, thì vị ấy như là từ bóng tối lại đi ở trong bóng tối mà không có chịu đi từ bóng tối ra ánh sáng, thì nó là có cái sự khác nhau như vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, khi còn là Sa Di thì các vật dụng của vị ấy như là bình bát, y vai trái, y nội, tọa cụ, vị ấy đã chú nguyện. Nhưng khi lên tỳ khưu thì vị ấy có phải chú nguyện lại lần nữa hay không ạ? Hay chỉ phải chú nguyện trước y tăng già lê nữa thôi? Con xin tri ân sư. Khi mà vị ấy đã cái gì mà nó đã nguyện rồi thì vị ấy không cần nguyện nữa cũng được, thì những cái gì vị ấy phải dùng thêm, như là lúc ấy vị ấy dùng thêm cái y tăng già ni thì vị ấy chú nguyện cái y tăng già ni đó, còn mà vị ấy dùng thêm cái gì mới thì vị đó cần chú nguyện, còn cái gì vị đó đã chú nguyện rồi thì vị đó cứ vậy mà dùng là được. Con xin đọc câu hỏi thứ hai từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, ngài Salvador Ucanada có giảng rằng bình bát sắt màu trắng thì vị tỳ khưu vẫn được sử dụng như một đồ vật dùng để đụng thức ăn bình thường, nhưng không được phép chú nguyện bình bát màu trắng ấy là bình bát. Nếu muốn chú nguyện về một chiếc bình bát thì bình bát đó phải được đốt. Nếu là bình bát sắt thì phải đốt tối thiểu là 5 lần, nếu bình sắt bằng đất sét nung thì phải đốt tối thiểu 2 lần. Vậy nếu bình bát sắt mới chỉ đốt một lần để làm hoại sắc thì có được chú nguyện không? Hay bắt buộc phải đốt đủ 5 lần mới được phép chú nguyện? Con xin cảm ơn đại đức ạ. Cái này ở trong luật thì nói là bình bát là cần phải đốt hoại sắc thành cái bát đen, còn có nhiều nguồn phân tích giải thích diễn giải khác nhau, thì tùy theo mình hành trì hay là mình thì theo cái sự hướng dẫn của những vị thầy mà hướng dẫn cho mình là phải đốt đủ 5 lần thì mình hãy thực hành theo như thế. Những có những vị thầy thì dạy mình là đi đốt cái bình bát đó cho nó đen và trở thành cái bát màu đen rồi cho nó chú nguyện để sử dụng thì cũng được, thế còn tùy theo như vậy. Nên là mình dùng cái bát thì mình luôn luôn phải đốt để cho nó thành cái bát đen, và thì cái bát màu trắng thì đúng như thế, bát màu trắng thì mình mà dùng thì nó vẫn có phạm luật, nên là mình cần phải đốt cho nó thành cái bát màu đen. Còn nó đốt bao nhiêu lần thì nó trở thành nó đen hoàn toàn thì nó còn do cái kinh nghiệm của cái người đã từng đốt bát thì sẽ biết được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch đại đức, một vị Sa Di phạm phải giới nói dối thì ngay lập tức bị đứt Sa Di, cũng đồng thời mất thầy tế độ. Vị ấy vẫn có tâm mong muốn đời sống xuất gia, vị ấy đi đến một vị tỳ khưu xin tam quy và 10 giới nhưng không làm lại lễ phát nguyện và nhận lại thầy tế độ. Như vậy thì giới Sa Di của vị ấy có được thành tựu trở lại như bình thường hay không, hay bắt buộc phải thọ lại Sa Di và nhận lại thầy tế độ từ đầu ạ? Con thành kính tri ân đại đức ạ. Bị sa di khi mà mình xin giới thì mình cũng luôn luôn đi kèm với cái việc xin thầy tế độ, thì cái điều đó nó sẽ đảm bảo hơn. Thì cái việc mà mình đã tìm thì cái mà mình có thể xin lại giới
thì xin giới với bất cứ một vị nào cũng được. Còn vị mà xin một vị thầy làm cái vị thầy tế độ của mình thì vị đấy lựa chọn một cái vị thầy đó là đủ điều kiện làm cái vị thầy tế độ thì cái điều đấy nó khác. Còn khi mà cái vị đó đứt giới thì vị đó xin lại giới, xin lại giới thì là vị đó sẽ trong sạch lại được cái giới đó. Còn cái việc mà xin thầy tế độ mình có thể không xin lúc đấy mà mình có thể xin lúc khác vẫn được. Thì cái lúc lúc đấy mình xin giới mà mình không xin thầy tế độ thì đến một lúc khác mình sẽ xin giới và xin thầy tế độ với một cái vị có đủ điều kiện để làm cái thầy tế độ của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, con thưa sư, về giới xa lìa tam y, có trường hợp một một vị tỳ khưu lặt và đem phơi y ở bên ngoài trời cả đêm, đến lúc còn khoảng 1 tiếng cuối trước lúc lặng đông, vị ấy lấy y vào mặc bên mình, như vậy có phạm vào tội xa lìa y dù chỉ một đêm hay không ạ? Trường hợp Nếu mắc như vị đó mà đến được cái y đó trước giờ rạng đông thì vị đó không phạm. Thì khi nào mà đã quá giờ rạng đông, vị đó mới đụng đến cái y thì mới phạm. Nên là trong trường hợp ấy, vị đó vẫn lấy cái y vào trước giờ rạng đông nên vị đó không bị phạm vào cái lìa y đó. Dạ, con thưa sư, trường hợp 2 ạ. Một vị tỳ khưu buổi tối đi ngủ cả đêm đều để tam y bên cạnh, nhưng đến lúc còn khoảng 1 tiếng cuối trước lờ rạng đông, vị ấy lại xa lìa y tăng đà lê và đi nơi khác để hành thiền. Đến lúc trời sáng, vị ấy mới quay trở lại lấy y tăng đà lê và khoác lên bên mình. Như vậy, vị ấy có phạm tội xa lìa tam y dù một đêm không ạ? Vị đó có phạm tội lìa y. Cái quan trọng nhất là cái khoảnh khắc của cái giờ rạng đông đó. Nên nếu mà vị đó đến sát cái giờ rạng đông rồi mới lìa cái y đó thì vị đó vẫn phạm tội lìa y. Còn vị đó mà lìa cái y đó gần hết đêm nhưng mà đến gần giờ rạng đông vị đó vẫn kịp lấy y đó thì vị đó vẫn không phạm tội lìa y. Nên cái cho nên là cái chú trọng nhất là cái giờ rạng đông đấy là phải ở bên cạnh cái tấm y của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ Sa Di Pháp Thiện ạ. Dạ, kính bạch Đại Đức, trong tập yếu 2, Đức Phật có chế là vị tỳ khưu không được thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay và hành động thích hợp đến người nữ. Vị nào thực hiện như vậy phạm Dukkata. Có một vị tỳ khưu khi đi đi ăn trưa, sau khi ngồi xuống bàn ăn, lúc đó các cư sĩ nữ cư sĩ đến quỳ dâng thức ăn tại bàn. Các nữ cư sĩ sau khi dâng xong đã quỳ chắp tay trước ngực. Vị tỳ kheo lúc đó nhìn thấy cũng chắp tay trước cực để đáp lễ đến các nữ cư sĩ. Con xin hỏi Đại Đức, là như vậy thì vị tỳ kheo có phạm Dukkata do thực hiện việc chắp tay với người nữ không ạ? Cái này nó còn tùy theo cái quan điểm của cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó nếu như mà vị chỉ coi như đó là một cái văn hóa ứng xử, chứ vị đó không coi cái hành động chắp tay đó là đảnh lễ thì vị đó không phạm. Còn có những cái nếu như vị đó quan niệm là cái hành động chắp tay đó là một cái hành động đảnh lễ thì vị đó mới phạm. Một vị tỳ kheo thì đương nhiên không bao giờ có đảnh lễ một cái vị tỳ kheo nữ hay là một vị cư sĩ nữ thì chắc chắn là điều đó là không bao giờ. Chắc chắn là một vị tỳ không bao giờ khởi lên cái ý định là ta sẽ đảnh lễ cái vị nữ này. Nhưng có thể đó là do cái thói quen, do cái văn hóa hoặc là do vị đó chưa được dạy một cách rõ ràng kỹ càng rằng là một vị tỳ kheo thì không nên đáp lễ như vậy, không nên hành xử như vậy. Cho nên vị đó có thể hành thực hiện như vậy nhưng mà với cái ý với cái tâm của vị đó là không phải là cái tâm đảnh lễ cho nên vị đó không phạm. Thì vị đó khi nào vị đó khi mà phạm một cái giới gì đó nó phải đầy đủ các chi pháp trong đó bao giờ nó cũng phải có cái sự cố ý thì lúc đấy nó mới phạm, còn nếu mình không cố ý thì nó không phạm. Dạ, con thưa sư, một ý nữa từ Sa Di Pháp Thiện trong câu vừa rồi ạ. Dạ, thưa sư, một vị Sa Di xưng là con với một vị cư sĩ, do kính trọng vị cư sĩ này đã lớn tuổi. Như vậy là đúng hay sai? Con xin cảm ơn tri ân Đại Đức nhiều và chúc Đại Đức thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Cái từ cái cách xưng hô thì cách xưng hô thì nó không quan trọng, cái cách xưng hô nó có nhiều, nó là những cái pháp chế định thôi.
Nhưng là đối với một cái vị mà đi xuất gia thì không có, thì nên hạn chế hay là nên dứt bỏ những cái cách nói như một cái pháp thế tục. Những vị đó cũng phải bỏ những cái hình tướng của người thế tục, như không mặc những đồ thế tục, không sử dụng những cái đồ như những cái vật dụng như một người thế tục, và không có nói năng hành xử như một cái người đời. Những cái cách chào hỏi và xưng hô mà nó mang cái tính ái luyến nhau như người đời, gọi là cha mẹ hay là anh chị em trong thân quyến, nó cũng phải có, tức là dùng những cái từ nó liên quan đến những cái giáo pháp nhiều hơn là dùng những cái từ của thế tục. Thì cái cách đấy thì nó còn tùy theo cái ứng xử, cái văn hóa, cái ngôn hành, cái văn, cái sự nói năng của mỗi một vị khác nhau. Là vị đó xưng là con thì nó cũng có một cái gì đó nó hơi bị hạ thấp cái phẩm chất của một cái người xuất gia, nên là vị đó nên xưng là sư, thì nó có mang cái tính mà nó thoát tục hơn. Là có những cái vị thì nó vẫn còn mang cái tính, nó vẫn còn bị hơi bị nhiễm tục một chút, thì cái điều đó là cái điều không nên thôi, điều không nên. Nhưng mà cái này nó còn cái tùy cái văn hóa của từng người, cách ứng xử của từng người. Cái điều đó Đức Phật không quy định ở trong giới, mình không nói rằng cái điều đó là phạm giới, nhưng mà nên hành xử thế nào để nó có cái, nó càng xa lìa những cái tham ái hay là cái lối sống của thế tục nhiều thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con kính xin sư Tử Vi hoan hỷ chỉ dạy cho con và đại chúng được biết, một vị xuất gia sau khi nhận được đồ cúng làng của thí chủ, thì đem đồ cúng làng bậc tu hành khác bố thí cho người công phu, công quả và chúng sinh với tâm từ bi. Như vậy, vị đó đang thực hành đúng chánh pháp không ạ? Và thí chủ cúng làng cho vị xuất gia đó có được hưởng phần phước như thế nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Đối với thí chủ khi mà cúng dường cho một bất cứ một vị sa môn nào, thì ngay trong cái lúc mà vị đó phát khởi lên cái tâm cúng dường, vị đó có cái người nhận, có cái người dâng và có cái vật dâng cúng đó, và cái tâm hoan hỷ, cái thiện tâm hợp trí tuệ nó khởi lên, cái lúc đấy cái tâm sở tư nó khởi lên và nó thành tị cái phước ngay cái lúc dâng cúng đó. Còn cái việc thọ nhận như thế nào, sử dụng dùng cái vật đó như thế nào thì lại là việc của vị tỳ kheo đó. Thì cái vị thí chủ đó không nên quan tâm đến cái việc là vị tỳ kheo đó đã dùng cái vật của mình hay là cho cái vật đó đến ai, thì không nên, không cần phải quan tâm nữa. Vị đó ví dụ có những vị tỳ kheo vị đó nhận rất là nhiều những cái sự cúng dường, vị đó không thể dùng hết được, thì nó có thể nhận nó quá nhiều vật thực, quá nhiều y áo, quá nhiều những cái vật dụng, và vị đó có thể nhận nhiều và có nhiều người cúng, thì những người cúng ấy vẫn có những cái phước của cái sự cúng dường. Còn cái vị đó dùng với cái mức độ khả năng của mình xong rồi còn đâu thì vị đó xả. Thì Đức Phật cũng quy định là vị đó xả cho những cái người mà hộ độ, cho những người phục vụ cho mình thì vẫn được. Những cái người đó, vị đó có thể xả cho ai mà khi vị đó cần, vị đó có thể xin được người đó. Ví dụ như là vị đó có thể xin những cái thân bằng quyến thuộc bên cha bên mẹ 7 đời của mình, khi vị đó cần những vật dụng vị đó có thể đến xin ai, thì khi vị đó dư vật dụng vị đó cũng có thể xả cho người đó được. Hay là những người cắp vi giá hộ độ cho mình phục vụ hàng ngày mà vị đó sử dụng không hết những vật dụng, vị đó có thể cho xả cho những người hộ độ đó, thì cũng vẫn không có sai pháp và không ảnh hưởng gì đến cái phước cúng dường của người thí chủ hết. Nên cái điều đó vị đó không lãng phí cho những người không đáng cho, nhưng vị đó vẫn được phép cho đến những người đáng cho. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi Phật thị hiện song thông, nước và lửa, thì hai loại tâm hiện thông ra, nước và lửa xen kẽ nhau luân phiên hay là một loại tâm hiện thông ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi Đức Phật mà thể hiện song thân phun nước phun lửa thì tâm sẽ bắt hai đề mục, nhưng không phải cùng một lúc, mà hai đề, vì cái thiện xảo của Đức Phật rất là cao và làm cho cái tâm nó có thể
xả cái thiền này nó bắt vào thiền kia, xả thiền kia bắt vào thiền này một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là mau lẹ, cho nên có thể tạo ra lửa và tạo ra nước giống như là đang liên hoàn với nhau, giống như là cùng một lúc. Thực ra là vào hai thời điểm khác nhau. Khi Đức Phật bắt vào cái Kasina nửa, bị Đức Phật hóa ra nửa, nhưng rồi Đức Phật xuất khỏi cái Kasina nửa đấy, lại bắt vào Kasina nước, rồi bắt đầu hóa ra nước, rồi lại xuất khỏi Kasina nước, lại nhập vào Kasina nửa, hóa ra nửa, rồi lại xuất Kasina nửa, nhập Kasina nước, hóa ra nước. Nhưng vì cái sự thiện xả, vì cái độ mau lẹ nhanh chóng ấy, chỉ một vị Phật mới làm được, mà các bậc A-la-hán khác không làm được, tức là không đủ cái khả năng có thể nhập xuất thiền một cách nhanh chóng, mau lẹ đến như thế được. Cho nên chỉ Đức Phật mới thể hiện được song thông là vậy. Còn những người khác không thể hiện được song thông vì không có đủ cái khả năng hoạt bát mau lẹ nhanh chóng như Đức Phật. Vậy thì hai cái lúc mà thể hiện hai cái thần thông là không phải cùng một thời điểm, mà là hai thời điểm khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con xin đành kính đảnh lễ sư. Con kính thỉnh sư dạy cho con ý nghĩa của hạt giống hạnh và hạt giống minh. Ở tại gia, con nên làm gì để hạt giống hạnh và hạt giống minh có thể tăng trưởng? Con xin đành kính tri ân sư ạ. Hạt giống hạnh thì tạo rất là dễ và có thể tạo được một cách rất dễ dàng. Như khi mình nhờ bố thí thì đấy là hạt giống hạnh, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nghe giảng pháp. Thì hay là hành thiền, hơi thở, thiền niệm ân Đức Phật, thiền tâm từ, các cái pháp thiền định đều là hạt giống hạnh hết. Còn hạt giống minh mà tạo được thì rất là khó. Chỉ khi nào mình đắc được một cái pháp thiền, rồi mình chuyển sang hành thiền tuệ, khi nào mình phân tích được tứ đại, thấy ra được các cái sắc pháp, thấy ra được, phân tích ra được các cái tâm sở, hay là quán được các cái pháp duyên khởi, nên thấy được cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy mới là hạt giống minh. Hạt giống minh chỉ có được khi nào mình thành tựu được minh sát trí, thành tựu được cái trí tuệ về thiền quán thì mới thành tựu được hạt giống minh. Vậy thì để phát triển được hạt giống minh thì rất là khó, vì minh mà sinh thì vô minh diệt. Người nào mà đã phát triển đến minh là cái người đấy đã gần đi đến niết bàn rồi. Thì hạt giống hạnh thì có thể gieo được, tạo được rất là dễ dàng. Nhưng hạt giống minh thì rất là khó khăn. Để mà tạo được hạt giống minh thì rất là khó, nhất là đối với Phật tử tại gia, không có thời gian hành thiền nhiều, thì sẽ tạo được những hạt giống hạnh thì nhiều hơn. Cứ thực hành thiền, giới định tuệ, cứ thực hành giới định tuệ nhiều. Nhưng mà mình chỉ hành được giới định, còn đến tuệ thì lại ít người hành được. Nhưng cũng có một số người hành được, một số người vẫn có thể bỏ ra một thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm để chuyên tu hành thiền. Thì lúc đấy mình có thể thành tựu được các hạt giống minh, để nó giảm bớt những cái vô minh đi mà nhanh chóng đi đến Niết Bàn. Vậy thì muốn thành tựu được hạt giống minh thì đi chuyên tu, thỉnh thoảng bỏ thời gian ra để đi chuyên hành thiền để mà phát triển cái minh đó. Còn hạnh thì ở đâu, lúc nào, chỗ nào cũng hành được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một hành giả Phật tử Hà Nội ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, khi thiền hành, thời gian đầu con thực hành theo dõi dở bước đẹp. Khi thì thấy lúc đầu chân rất nhẹ, bước đi như lướt đi. Sau một thời gian cảm nhận toàn thân di chuyển thì thấy rõ ràng, thấy rõ toàn thân cảm giác như túi khí, nhẹ lắm, trọng lực cơ thể chuyển động các phần hông thay đổi nhịp đàng theo chân bước. Giống như tự mình đang xem chuyển động, khi mắt nhìn thẳng thì cả hai chân sẽ bước thẳng, nếu mắt nhìn lệch bên nào thì chân bất lực sang bên đó. Con chỉ thấy hướng mắt thay đổi theo hướng chân, không thấy được tác ý trước khi mắt hướng đường đi. Đến cuối đường kinh hành, nếu ý nghĩ hướng phải thì thân quay hướng phải và ngược lại. Khi đứng lại, ý nghĩ tới chân trái thì chân trái bước và ngược lại. Qua kinh hành, con thấy được yếu tố phong đại nổi bật khi di chuyển, rõ ràng ý dẫn đầu các pháp và thân và ý không phải là một, ý khởi lên thì thân thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên, việc thực hành kinh hành lâu rồi con chỉ dừng lại ở đó, lặp đi lặp lại không có gì thêm ạ. Con xin sư chỉ bảo thêm để con có được sự tiến bộ trong kinh hành ạ. Con xin tri ân sư ạ. Đức Phật cũng dạy là với một cái người sơ cơ đầu tiên thì người đấy sẽ niệm các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi thì biết mình đi đứng nằm ngồi. Sau đó thì thực hành thêm cái chánh niệm tỉnh giác,
như khi duỗi co cúi ngước, khi ăn, khi nói, khi ngủ, khi đi đại tiểu tiện, khi mặc y quần y, thì đều nhận biết được những cái hành động chi tiết nhỏ nhặt của mình đang thực hành đấy nữa. Nhưng khi cái sự đấy đã đến tiến bộ rồi, cái sự chánh niệm đấy, cái tỉnh giác ấy, cái niệm về oai nghi và các cử chỉ ấy đã tiến bộ rồi, thì vị ấy cần phải thực hành thêm nữa, đó là vị ấy đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái nơi, một cái ngôi nhà vắng vẻ yên tĩnh nào đó, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra, rồi vị ấy nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, cho đến khi đạt đến nhất tâm, đạt đến cái định tĩnh, rồi đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Phải thực hành như những cái pháp thấp rồi, thành tựu rồi, phải hành đến những pháp cao hơn. Vậy thì cái bước bây giờ cô cần thực hành đó là đi thiền hành ít thôi mà ngồi thiền nhiều vào, chú tâm vào hơi thở và thực hành thiền hơi thở cho đắc các tầng thiền đi, rồi sau đó chuyển sang hành thiền tuệ, quán về cái thân tứ đại, quán về cái thân năm uẩn, quán về cái pháp sinh diệt, quán về cái sự vô thường khổ vô ngã. Phải thực hành đến những cái pháp đấy nữa thì mới đi đến giải thoát được, chứ chỉ dừng lại ở cái niệm các oai nghi đi đứng nằm ngồi ấy thì nó chỉ đạt đến mức như vậy thôi, nó cũng chẳng đạt đến cái mức độ cao hơn được nữa. Khi nào mình phân tích ra được thân năm uẩn rồi thì khi đi mình thấy cái năm uẩn này nó đi, lúc đấy mình mới thấy được cái thân này nó có đi, nó có cái gió nó nổi trội, để nó có cái sắc gọi là cái biểu chi, là cái sắc đi và những cái sắc bị mang đi, để mình mới thấy ra được những cái tâm mà nó bắt vào những cái sắc đấy, nó sinh khởi nên, để mình thấy được cái tính sinh diệt của nó. Lúc ấy mình có thể quán được cả cái sự vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm uẩn này trong lúc đi đứng nằm ngồi ấy. Thì phải thực hành đến như vậy mới có thể đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở cái biết ta đang đi, ta đang đứng, ta đang nằm, ta đang ngồi đây thì không bao giờ diệt trừ được vô minh, tham ái, phiền não cả. Nên là bây giờ đến cái bước tiếp theo là hãy hành thiền hơi thở, rồi hành thiền tứ đại, rồi sau đó hành những cái pháp thiền nước thì mới tiến bộ thêm lên được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Bùi Thị Vân Anh ạ. Con thưa sư, con thực hành thiền một vài ngày gần đây, con gặp vấn đề như sau ạ. Khi hành thiền ngồi bán già, được chừng 30-40 phút, con có cảm giác đau chân rất rõ ràng. Nếu con tác ý kham nhẫn ngồi, gạt cơn đau đi và tiếp tục tập trung vào hơi thở, thì hơi thở của con lúc này nhanh và ngắn. Con tập trung vào hơi thở được một lúc thì cơn đau ở chân lại bùng lên, đau hơn làm con bị phân tâm và khó tập trung vào hơi thở. Trong trường hợp này, con thấy cơn đau đến và con duỗi chân ra, lúc này tâm con lại bị phóng dật nhiều hơn. Lúc sau đó con ngồi hành thiền không được tập trung như ban đầu và thất niệm ạ. Con kính mong sư hoan hỷ chỉ dạy giúp con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Đừng quan trọng cái thế ngồi nữa cơ, tại vì cái tâm của mình nó đã bị dính mắc vào cái tư thế ngồi quá, nên là khi nào mình ngồi được cái tư thế kiết già đấy lâu thì mình cảm thấy nó hài lòng, và khi nào mình ngồi mà không được như ý mình sẽ cảm thấy bất mãn, không hài lòng, đấy là do cái sự chấp trước vào cái tư thế ngồi của mình nó hơi bị nặng, nặng về cái tư thế quá nên nó mới sinh ra cái tâm lý như vậy. Đó hoàn toàn nó chỉ là cái tâm lý của mình thôi, nên bỏ qua cái tư thế ngồi đi, mà mình phải coi rằng cái tư thế ngồi như thế nào không quan trọng, kết giả được, bán giả được, hai chân bằng nhau cũng được, mà mình cần phải quan trọng là cái chánh niệm trên cái đối tượng đó mới quan trọng, thì phải gỡ bỏ mình ra khỏi cái dính mắc về tư thế ngồi một thời gian là cái tâm lý nó được giải tỏa đi, thì lúc này mình có thể không nên ngồi mình kham nhẫn quá lâu, mình có thể ngồi kết giả được thì rất là tốt. Nhưng đến một lúc nào đó chỉ cảm thấy nó có một chút khó chịu thôi, nó làm ảnh hưởng đến cái chánh niệm thì cứ thay đổi tư thế đi, mình có thể đổi cái chân đi một chút, duỗi ra rồi lại quanh lại để cho nó không rơi vào cái trạng thái là nó quá đau nhức, và đặc biệt là mình không nên chấp trước quá nhiều về cái tư thế ngồi đấy, thì mình ngồi được lâu mình cảm thấy hoan hỉ hài lòng, và khi mình ngồi được chưa đạt được như cái mình để ra như cái ý muốn của mình thì mình cảm thấy nó bất mãn, không hoan hỉ, không hài lòng, chính cái tâm lý đấy nó làm cho mình bị phóng tập, làm cho mình không tập trung được, chứ không phải là do tư thế ngồi đâu. Nên là hãy dần dần thay đổi cái tâm lý, đừng chấp trước vào cái tư thế ngồi nữa, thì ngồi như thế nào cũng được, mình có thể thay đổi nhiều tư thế ngồi, hôm nay ngồi kiểu này, mai ngồi kiểu khác đi, để cho nó gỡ mình ra khỏi cái dính mắc vào tư thế ngồi, và mình nên chú trọng vào cái chánh niệm trên đề mục thiền này,
Nhưng mà một cái pháp thiền trên dưới 3 tiếng thì nó cũng tương đối tốt rồi. Nên là mình cũng đừng có cầu toàn quá, có đòi hỏi cao quá, làm cho mình càng cầu bất đắc khổ mà. Khi nó không đạt được thì nó sinh ra bất mãn nữa. Nên là lúc nào mình cũng hài lòng với những gì mình đã đạt được, chứ đừng mong cầu quá lớn thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, một nghề ngoài sát sanh ra thì cần điều kiện gì để được coi là tà mạng ạ? Những cái nghề tà mạng ấy thì nó còn tùy theo từng người. Đối với một cái người xuất gia thì cái tà mạng nó khác, đối với người tại gia thì cái tà mạng nó khác. Như là một cái người tại gia thì cứ cái nghề gì nó sát liên quan đến những cái pháp bất thiện, như là ngoài sát sanh là tà mạng, mình nuôi sống bằng cái sát sanh là tà mạng rồi. Nhưng mà trộm cắp hay là nuôi sống bằng một cái nghề như buôn bán những cái chất độc, những vũ khí, những cái chất say nghiện thì nó cũng là tà mạng. Hay là một cái người sống bằng một cái nghề mà nó không đem lại lợi ích cho người khác, như là một cái nghề xem ngày giờ tốt xấu, cúng bái, cầu ăn, cầu siêu, những cái xem như này xem kia, những cái hay là có người sống bằng những cái nghề rất là nhảm nhí, vô ích, thì tuyên truyền những cái điều nhảm nhí vô ích. Mà sống bằng những cái nghề đấy thì nó cũng là tà mạng, là tà chân chánh, là mình sống bằng một cái nghề chân chánh, không làm tổn hại đến mình, không làm hại người. Còn tà mạng là khi mình sống bằng một cái nghề nuôi sống mình bằng một cái pháp không chân chánh. Vậy thì nó có nhiều cái nghề nghiệp liên quan đến tà mạng, chứ không phải chỉ có nghề sát sinh, nhiều những nghề khác. Nói ra nhiều thì đôi khi đụng chạm đến những người người ta đang làm cái nghề đấy thì nó lại không phù hợp. Nên là cứ cái nghề gì nó trực tiếp hay là gián tiếp làm hại về thể chất và tinh thần của mình hay là của những người khác thì đó là tà mạng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, thời Đức Phật đã ai vị phi nhân nhập vào chưa ạ? Và Đức Phật dạy phải làm sao để họ không nhập vào được nữa? Có rất nhiều cái Đức Phật, như là có một cái vị sa di đi xuất gia rồi sau đó vị đó lại quay trở về hoàn tục. Thì lúc đấy có một vị dạ xoa là một cái vị nữ thần, lại là mẹ kiếp trước của vị sa di này, luôn luôn muốn hộ độ cho vị này tu tập. Nhưng khi vị này thối lui thì bà này bà tức, bà nhập vào, bà làm cho cái vị này trợn mắt lên, cảm thấy ghê sợ. Thì lúc đấy thì cái bà mẹ mới luôn luôn nguyện rằng con tôi là cái người giữ gìn trai giới thanh tịnh, mong rằng phi nhân không làm hại con tôi. Rồi sau đó thì hết. Hay là cũng có trường hợp có những vị tỳ kheo bị phi nhân nhập vào Đức Phật cũng dạy, thì có rất là nhiều cách, như là có những cái có rất nhiều cách, như là vị đó phải nguyện những cái lời nói chân thật để cho các phi nhân, hoặc là nhờ các cái vị thần chư thiên thần người ta can thiệp, người ta làm cho cái vị phi nhân đó đi ra và không có thâm nhập nữa. Có một trường hợp là có những vị tỳ kheo bị phi nhân nhập và Đức Phật dạy là hãy uống cái một cái loại nước, đó là nước tiểu của một cái loài gì, nước tiểu quỷ hay là nước tiểu gì mà xưa không nhớ, là có uống một cái nước bất tịnh, tức là nước tiểu của một cái loài gì đó vào. Tức là đôi khi là phi nhân mà người ta nhập được vào người khác, người ta toàn là các vị chư thiên, các vị thiên thần không à. Mà nếu như cái vị đó thực ra cái tâm của cái vị đấy cứ quán đến những cái pháp bất tịnh ấy, thì là phi nhân nó chạy. Mà cứ nào mà cứ quán đến tịnh tướng nhiều thì phi nhân nó càng nhập. Tức là cái người nào mà cứ có cái tham ái, tham dục nhiều thì dễ bị phi nhân nó nhập. Cái người nào mà luôn luôn quán bất tịnh để ni cái tham ái, ni cái tham dục đi thì phi nhân sẽ không làm được gì. Hoặc là cái người nào sân hận nhiều thì cũng dễ bị phi nhân nhập. Người nào quán từ tâm nhiều, hoặc là cái người niệm ân Đức Phật thì phi nhân sẽ không làm gì được. Còn cái người nào hay tưởng niệm đến những cái pháp hạ liệt, thấp kém, bất thiện thì mới bị phi nhân nó nhập. Thì cái đó là những cách để giữ được mình khỏi bị phi nhân nhập.
đó là luôn luôn nó bất tịnh quán, luôn luôn quán cái thân này là bất tịnh là tốt nhất, vì đấy sẽ vừa không bị tham dục chi phối, lại tránh được cái nạn phi nhân nhập. Nên là cái người nào cứ tham dục nhiều thì bị phi nhân nó nhập nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ, con thưa sư, nếu một vị đã chứng đắc quả A-la-hán thì khi nhập Niết Bàn, theo con được hiểu, sẽ không còn trôi lăn trong tam giới nữa. Vậy thì vị đó sẽ đi đâu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị đó là đi vào cái sự bất tử, bất sinh bất diệt. Vị đó đi vào đại bát niết bàn, bất sinh bất diệt. Chứ không thể nói rằng vị đó đi đâu, mà vị đó không còn sinh và không còn tử nữa. Vì đó là vị đó đại bát niết bàn. Dạ, con thưa sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam Asavakatam Mahamudu.